Rồi. À đây rồi, như vậy là một anh chàng đẹp trai đã bước xuống. Nhìn anh lực thận, có lẽ là anh đã làm mấy cút rượu sáng nay rồi. À, trời. Nào, ôi, lùi đi nha. Như vậy là anh đánh đứng trước đầu xe rồi. Anh bảo là lùi đi, đừng để anh phải nói nhiều. À, đấy. Theo những thông tin từ chủ video thì đây là con đường một chiều. Nhưng mà người đàn ông đi trên chiếc xe Kia này, mặc dù đi ngược chiều nhưng quyết định là không lùi. Đấy, sau đó thì một anh đẹp trai cởi trần đi xuống và lùi đi, đừng để phải nói nhiều. Và chúng ta cùng xem cái kết của hành động này là gì. Vâng, sau đó thì các anh đã đi lên cầu Thăng Long, nơi mà chỉ cho xe máy lưu thông, sau đó đã bị công an giao thông giữ lại. Nói chung là người có tí men thôi, cho nên là thôi làm mấy chục triệu mới lại giữ bằng một vài tháng cho vui nha. Còn để ủng hộ những video mới thì đừng quên click vào đây xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức, xin chào.